Hello anh em, mình là Kim Motun. Thời gian qua dịp cuối năm cũng như là ra riêng ấy, thì công việc của mình cũng rất là bận rộn. Thì hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi thì mình cũng xin phép là lên đây để chia sẻ với các anh em mà muốn lựa chọn cho mình một cái chai dầu Catron Powan hàng chính hiệu để tránh mua phải hàng nhái hàng kém chất lượng. Và trước màn hình các bạn ấy, mình có hai cái chai dầu Catron Powan loại 1 lít dành cho xe số. Thì mình muốn chia sẻ cho anh em cái cách lựa chọn. Đó, đây là bề mặt trước của cái chai dầu Catron Powan. Đây là mặt đằng sau, các thông số kỹ thuật in ấn rất rõ ràng. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách lựa chọn cho mình là một cái chai dầu chính hiệu. Thì trước tiên thì anh em có thể quan sát từ cái nắp chai dầu đó. Các cái đường gân ở đây đó. Đó. Rất khít. Rất đẹp. Và cái vạch này là những cái chai dầu mà phiên bản mới nhất bây giờ là nó sẽ là cái vạch chạy từ dưới chân của cái vạch ngang đó lên dọc lên tận đỉnh nắp. Còn cũng là cái chai Catron mà phiên bản đời trước là nó chỉ lên đến cái ngấn ở đây đấy. Đó, anh em nhìn rõ cái đường bo chỗ này, nó chỉ lên đến đây và có mùi thơm. Còn riêng thằng Catron phiên bản đời sau này nó lại không có mùi thơm mà nó sẽ có mùi hăng hắc. Đó thì có nhiều anh em comment mà hỏi mình là tại sao Catron bây giờ lại không có mùi thơm và có mùi hăng hắc. Thì cái này là cũng là do nhà sản xuất họ đưa ra rồi, cái này là mình cũng không hiểu lắm. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà những cái chai dầu mà nó có mùi thơm như thế thì nó phải cho rất nhiều cái chất phụ gia có thể là sẽ gây độc hại cho cái người sử dụng cũng như là mình hít thở vào thì người ta sẽ loại bỏ đi. Ví dụ như có xăng, xăng 92 với xăng 95 thì ngày trước người ta là hay pha chì nhưng bây giờ vì nó độc hại người ta bỏ chì đi, thì cũng có thể là cái chai dầu nó cũng như thế. Thế nên là anh em cũng không nên là thắc mắc là có mùi thơm hay là không phải mùi thơm. Nhiều anh em là có thắc mắc là cái chai dầu nó thơm mới là hàng xịn mà cái chai dầu mà hắc là hàng nhái, là không phải đâu anh em nhé. Nó tùy thuộc vào cái cách mà nhà sản xuất họ đưa ra. Cái đấy thì mình cũng không nằm trong cái tập đoàn Catron Powan này nên là mình cũng không nắm được là tại sao nó người ta lại bỏ cái mùi thơm mới đi. Đó, đây là toàn cảnh của cái chai dầu Catron. Thì mình sẽ hướng dẫn tiếp anh em ở trên cái chai Catron này, này chai hàng zin nó sẽ có cái dấu ở đây, hàng nhái nó sẽ không có dấu, mà có dấu ở đây nó sẽ rất là lèm nhèm, nó không được đẹp như thế này. Đó, khi anh em vặn cái nắp này ra anh ra đó thì nó sẽ đứt hết những cái răng ở đây nhé, những cái răng ở đây đó, và anh em chỉ cần nhìn cái tem thì anh em thì biết đó. Anh em có nhìn cái chữ ông anh nó đổi màu á. Ở trên cái chai dầu nhái ấy, là cái niêm này này, cái chữ nó không óng vàng ánh vàng lên đâu mà nó là ánh màu bạc đó, đấy là hàng nhái. Và cái chữ nó không sắc nét, không nổi gọn nổi khối lên như này đó, nên mình quay này cho nó đúng chiều của cái chữ đó, anh em mình còn rõ không ạ? Đấy, mình thì mình nhìn rất rõ thì không biết anh em như nào. Ok, đây là xong cái phần cái niêm, và tiếp theo thì là đến những cái vạch nhìn thăm dầu đấy. Nó anh em nhìn này, mình hất lên hất xuống này, cái màu của cái chai dầu lúc nào nó cũng như lúc nào. Còn nếu mà cái chai dầu nhái thì nó sẽ chỗ dày chỗ mỏng, thì khi anh em nhìn vào chỗ mỏng thì nó sẽ là sáng mà cái chỗ dày nó sẽ thâm tối lại. Còn đây là trên clip anh em nhìn này, một màu đấy. Đó, và các cái đường tiếp giáp mối nối giữa hai cái mép chai này rất là đều. Ở dưới này có ghi những cái chỉ số của nhà sản xuất đưa ra. Đó. Mặt đằng hông này, các cái vạch này đều thẳng tăm tắp. Đó. Trên này thế. Đó. Nói chung là cái cách phân biệt này nó cũng rất là đơn giản thôi. Riêng Catron hàng zin này này, anh em cứ để ý cái niêm này. Đó. Đây là cái niêm tránh hàng giả, hàng nhái. Cái niêm này cực kỳ khó làm, hệ thống bảo an của cái niêm này cũng rất là tốt. Nhưng tại sao mà thằng Catron này lại bị nhái nhiều như thế này? Vì là cái thương hiệu Catron này, này cũng rất là nổi tiếng, cũng được rất nhiều các anh em lựa chọn và rất nhiều khách hàng tin dùng. Cho nên là những cái mặt hàng gì mà bán chạy mà nhiều người dùng ấy thì thường là người ta hay làm nhái. Đó. Cái clip này thì mình muốn chia sẻ những cái anh em nào mà chưa biết lựa chọn cho mình một cái chai dầu chính hãng thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ cho những cái anh em như thế.
Còn những anh em nào mà pro hiểu biết và chuyên sâu về ngành hóa dầu cũng như là đi phân phối bán những cái loại dầu mà đã biết rồi thì anh em hãy comment và chia sẻ cho những cái người chưa biết, không nên là gạch đá lung tung. Đó. Thì mình xin phép là cái clip này mình sẽ dừng lại ở đây, và cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em lựa chọn cho mình một cái chai dầu Motul chính hãng để tránh mất phải hàng nhái hàng kém chất lượng. Vâng, cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi và cũng tích cực comment cho mình biết được những cái điều gì mà sai sót, thì mình sẽ làm những cái clip tiếp theo nó sẽ tốt đẹp hơn để chia sẻ với các anh em. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, share và comment kênh của mình. Vâng, xin chân thành cảm ơn.